Người thứ ba. Đánh em thì lúc nhiều lúc đánh mà chạy vậy thôi, thoát thì thôi, mà đã bắt về lại nhà lại là đóng cửa đánh nữa. Có một ông bạn không nữa, đứng can mà không biết can như thế nào, mà cái cây cỡ cầm tay, hai ông mà giật qua giật lại, em đứng trong cái vách, giật qua giật lại cái cây đó chọt vô cái ngực em nè. Nửa đêm đó như là em tưởng là tắt thở, nó y như kiểu mà nó ép tim á. Rồi có một cái chai cũng dài, đập chỉ ra làm ba như vậy nè. Rồi cầm cái đầu chai nói là đêm nay. Xin chào các bạn đến với chương trình Người Thứ Ba. Xin chị có thể kể câu chuyện của mình. Em cũng có một người chồng. Dạ. Rồi lúc đó bạn em làm mai mối đó, khoảng 6 tháng thì anh lên nhà như là cưới. Rồi bạn em làm mai mối là 1, 6 tháng sau là cưới là 2. Xin hỏi lúc ấy em bao nhiêu tuổi ạ? Dạ lúc em 18, 19 tuổi. Một cô gái 18 tuổi mà lại phải có người mai mối. Dạ, sau khi mai mối xong 6 tháng sau cưới thì sao lại bất thường như vậy? Dạ. 18 tuổi con gái mơn mởn 100 ông thích. Dạ không, lúc đó còn nhỏ quá, như mình cũng khờ, mình cũng không nghĩ sau như bây giờ, mình không nghĩ như bây giờ. Rồi ân về thì khoảng một năm sau có con rồi mẹ ảnh mới đi đi làm chỗ khác. Rồi hai vợ chồng mới ảnh thì người tóc anh mẹ, dạ người làm tóc á, anh ấy có nghề làm tóc, dạ với mẹ cũng người làm tóc. Thế còn em lúc ấy có nghề gì? Đó nhỏ quá cũng chưa có học nghề gì. Tại sao chưa có học nghề gì còn nhỏ? Dạ. Quá mà đã lấy chồng. Dạ rồi lúc đó là hai vợ chồng đi lên cái chỗ ảnh làm tóc á, rồi mới ở đỡ. Ảnh cũng đi lên đi xuống sao không hớt tóc nữa, mới đi lên trên mẹ ở. Trên mẹ ở thì bán tập quá. Rồi ảnh cũng quen với cái con bé đó là cũng bán tập quá mà cũng ở gần đó. Rồi hai người đi đánh bài á, đánh bài rồi sau đó quen rồi. Em không biết nhưng mà ở đó họ nói họ thương mình á, họ thấy rồi họ nói. Bữa đó anh đi lên đi làm xa, bí đó cũng đi làm xa, à sau đó về cái em nghi là con bé đó cũng đi về theo. Em mới nói là thôi chở em về mẹ ruột của em á. Đêm đó chiều à với chở về thì em nói thôi ở nhà đi, ở với mẹ em luôn đi, rồi mai là sáng lên. Không chịu, một hai phải đòi lên trên mẹ lại, trên má ảnh lại. Thì em để cho ảnh đi lên luôn. Anh đi lên thì em mượn xe của chú em á, là đi theo lên, là lúc đó là đánh ghen. Đánh ghen sau đó xong rồi về, rồi đi về Phan Rang ở lại. Đi về chỗ xứ của vợ chồng em mới lại. Rồi rốt cuộc cũng quen người này người kia người nọ biết. Rồi giờ em cũng nói. Em nói cũng không có hổn mà nói thôi. Thì anh đánh. Đánh em. Đánh em. Đánh em thì lúc nhiều lúc đánh mà chạy vậy thôi, thoát thì thôi, mà đã bắt về lại nhà lại là đóng cửa đánh nữa. Rồi đó tóc dài rồi chạy, rồi người ta can không được á, rồi cũng nắm tóc lôi rồi á. Nói chung rồi sau này em có một lần đánh thiệt là nặng á, là em sáng ra em làm đơn, sau đó bỏ thì em đi về nhà mẹ em ở, em nộp đơn á thì em cũng phải trốn. Vì sợ bắt thấy em là hù em, là nói là gặp em á là phải cái em cũng lên thưa tòa vậy đó. Thưa tòa là ảnh nói vậy gặp em gì vậy cho tòa xử cho nhanh. Rồi lúc đó mới thư ký mới chỉ em mà bây giờ nộp đơn rồi để chị thì biểu em là đi trốn đi, chứ để thấy rồi mất công rồi ảnh làm liều. Thì khi mà tòa em đi vô Sài Gòn, núp vô Sài Gòn ở thì người ở đó tòa kêu về thì
về nhà là má em, ba em với lại bà mẹ nuôi là anh nữa là đi theo em để lên trên trên tòa, sợ là gặp em lên làm bậy đó, là em đó. Cho nên là lúc đó lên đó tòa kêu về ba lần đi về xong xuôi đâu đó hết rồi đi vô Sài Gòn ở rồi. Nhớ lúc đó là nhớ con quá, chứ chưa xong chưa lên tòa thì nhớ con quá, là phải đi về đi tìm để bắt con, đi tìm bắt con về rồi mới dắt đi luôn. Sống một hồi 18 tuổi em làm, gia đình em là như thế nào? Dạ làm nông. Gia đình làm nông. 18 tuổi em học lớp mấy? Lúc ở nhà khổ quá em chỉ học lớp 6 nghỉ thôi. Mà quê ở đâu? Em ở Ninh Thuận. Bình Thuận. Nghĩa là 18 tuổi ở Bình Thuận, gia đình làm nông. Là học lớp 6, lớp 7. Ừ. Rồi thì là có người giới thiệu với một chàng trai, thế là cưới. Thì lúc đó em nghĩ là mẹ cũng có nghề, thì ảnh cũng có nghề. Thì em nghĩ là chắc cũng không đến nỗi nào mà mình khổ. Thì nói thế nào, cái chuyện của em nó thương tâm mà nó đơn giản mức độ là nghe mà phát buồn luôn á. Rồi cái bắt ghen đầu tiên nó xảy ra như thế nào? Nghĩa là sau đó em, sau khi mà em cưới ông ấy được bao nhiêu lâu thì là ông ấy có bổ? Dạ khoảng được 3 năm. 3 năm. Nghĩa là cưới nhau năm 18 tuổi, năm 21 tuổi ông ấy có bồ. Dựa vào đâu em biết là ông có bồ? Dạ thì đi lên trên mẹ bán phụ tập quá. Nghĩa là cái cô ấy lên bán phụ? Cô đó cũng ở trên đó, cũng ở đó. Rồi em lên bán phụ, hai chồng lên bán phụ với mẹ. Ừ. Rồi qua lại với con bé đó như hàng xóm vậy đó. Ừ. Em với con bé đó như hàng xóm vậy. Nó xinh không? Cũng chưa có chồng, con bé thì chưa chồng cũng xinh. Nhất là nó trẻ hơn em cái đã. Dạ. Đúng không? Dạ. Hồi đấy là em, nhưng thật ra thế này này, một cô gái lúc em mới có 21 thôi mà, một cô gái nó trẻ hơn mình mà mình nuôi mình có 21 thì cũng không có gì ghê gớm cả. Ví dụ như mình 40-50 mà nó 18 thì còn ghê. Nhưng mà đầu tiên nó phải nói thế này này, sao em có thể lấy chồng một cách đơn giản kinh khủng như vậy ở trời? Thì lúc đó ba mẹ cũng không muốn cho có chồng sớm, mà em nói thì thôi, thấy gia đình ta cũng không có anh chị em, rồi có chỉ có mẹ con, mình nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào khổ. Thì bản thân em cũng nghĩ như vậy, không đến nỗi nào khổ. Người ta đâu có, mình đâu có thể nói lấy chồng chỉ vì là không đến nỗi nào khổ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 45. Em có nghĩ lại em thấy cái lúc ấy, cái suy nghĩ em nó quá đơn giản không? Bởi vì thế này này, có những số phận đáng thương, nhưng mà có những số phận mà họ vô trách nhiệm với cá nhân mình đến mức độ là phát bực luôn đó. Một cô gái 18 tuổi, chưa có nghề nghiệp, được người ta giới thiệu lấy một ông thợ hớt tóc và cũng cưới. Bây giờ sau đó ông có này có kia thì bây giờ than phiền. Anh nói thật nhé, như thế mà có hạnh phúc ấy, thì mới hiếm. Nó có xuất phát từ tình yêu hay là một cái sự tìm hiểu gì cho nó ra hồn đâu? Cái lúc đó là em phát hiện á, thì ý là em phát hiện em cũng nói là quen con đó như vậy, là nó đòi có con, ý là muốn có con giống như con của em vậy. Em nói để em nói á, là cùng bé quen của quen ảnh đó. Nó nói, dạ. Nó nói với ai? Nói với chồng em, mà chồng em nói lại. Rồi em mới là nói nó chứ. Nói với chồng nói lại thôi. Dạ. Em mới nói thì để tôi coi thử, nếu mà nó đàng hoàng nó như thế nào. Thì lúc đó em đang dụ để cho họ ra mặt, em nói là để coi thử nó đàng hoàng thì tôi chấp nhận. Thì em nói vậy là anh nói em thì làm một cái tờ giấy để viết cho mà đồng ý. Dạ đồng ý á. Khi em mới nói cho giờ là pháp luật nào công nhận cái tờ giấy đấy? Em nói giờ có 10 tờ giấy á, tôi đã nói là tôi chấp nhận, còn 10 tờ giấy đó giờ có ai nữa tôi cũng không chấp nhận, là không chấp nhận đó. Ý em nói là ra mặt đi để nói chuyện, ba người nói chuyện. Nó không dám cho ra mặt. Sau đó đó là em mới đi rình đi gặp, là lúc đó là ôi cho chữ đánh y xèo. Ai đánh? Em đánh hả? Em đánh nó hay nó đánh em? Em đánh. Rồi em nói mày muốn có con với chồng tao hả? Giống như con tao hả? Mày bước qua sát tao đi. Rồi sao nữa? Thì lúc đó cũng đâu đó là ảnh mới bỏ. Ảnh không quen con bé nữa. Mà sau đó về dưới quê ảnh á. Có
con khác. Cũng là 5-7 người lại vậy nữa. 5-7 cô nữa. Ông ấy đáp hàng thế. Là lúc đó em ấy như mình cũng... Xin lỗi, ông ấy làm cái gì mà ông đáp hàng dữ vậy? Ông đẹp trai à? Dạ thì cũng cao ráo, cũng được trai. Cao ráo được trai. Thì đó cũng nói rồi cũng đánh này nọ. Em mới y như mình bị chai à. Lúc đó cũng nhiều quá, mình cũng bị chai, không có, không muốn nói nữa. Cái là lần đánh nặng nhất là như thế nào? Đêm đó là anh đánh rồi anh có một ông bạn không nữa đứng can, mà không biết can như thế nào, mà cái cây cỡ cầm tay này. Hai ông mà giật qua giật lại, em đứng trong cái vách, giật qua giật lại cái cây đó chọt vô cái ngực em này. Nửa đêm đó như là em tưởng là tắt thở chết á. Nó y như kiểu mình nó ép tim á. Rồi có một cái chai cũng dài, đập chỉ ra làm ba như vậy nè. Cầm cái đầu chai á, nói là đêm nay sẽ... Cho nên lúc đó sợ quá rồi cái cũng khóc nhiều, nhưng mà nói là cũng nói là ủa anh đánh vợ anh vậy anh không sợ anh không sợ anh đâu, vợ anh đâu bệnh nè. Nói vậy mà cũng đâu có dám khóc nhiều quá sợ cũng làm liều, cũng đâm một cái là mình không biết đường nào mình né. Thì lúc đó cứ kêu bằng anh không chứ đâu có dám bằng ông với tôi, sợ kêu như hổn như vậy là sợ đánh nữa. Nó đánh mình, nó có bồ mà mình sợ là hổn. Thôi, tôi cứ càng nghe thì tôi càng bất lực, nói thật đấy. Sợ hổn lên kêu ông tôi thì sợ càng đánh nữa, cho không, nên không quỳ lạy nó cho rồi đi. Thì ngồi quỳ đó. Quỳ lạy rồi đúng không? Quỳ đó. Đánh là chỏ dưới gối lên không thì sợ là sợ đêm đó là thì cứ quỳ lạy rồi là sáng tự sợ. Thật cho em nói chuyện anh có xác định tinh thần là khi ngồi nói chuyện với những cái cô gái bất hạnh á. Và những người con gái lao động ấy, mình phải hết sức nhẹ nhàng. Vì cái hoàn cảnh họ đã khổ rồi. Họ lên đây họ lại nghe cái gay gắt rồi thì không nên. Nhưng có những cái anh không thể chịu được. Anh không thể chịu được. Đầu tiên là cái sự đơn giản cho cuộc sống của họ. Đơn giản đến mức độ kinh hoàng lên đấy. Sao lại có thể xảy ra, có thể để con người ta ở cái mức độ mà nó, người phụ nữ mà có thể nó gọi là, xin lỗi, nó gọi kém đến như thế ở trời. Mà có phải xấu xí hay là gầy là gì đâu, mà có phải già 18 tuổi, chắc em 18 tuổi em không bảo cô gái xấu rồi, anh nhìn anh đoán được ngay. 18 tuổi mơn mởn lên mà ông qua môi giới, rồi sau đó ông bổ bịch tùm lum cho ông đánh tùm lum, rồi trong khi ông đánh còn sợ gây hỗn với ông ấy. Ôi trời ơi, có cái cửa gì để bênh bây giờ đấy? Ví dụ như em có chút phản kháng này, hoặc em có chút nhận thức này, em bị lừa đảo hay gì đó. Còn không, em tự mình để cho mình vào những cái số phận mà nó gọi là quá vớ vẩn như thế, làm sao mà người ta chịu được. Bây giờ em có con là con gì, con gái con trai? Dạ trai. Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25 rồi. 25 rồi, thật là một người mẹ đáng thương. Thế bây giờ em sống ở Sài Gòn, sống một mình với nó hả? Và làm lao công ở bệnh viện đúng không? Dạ không, ở nhà trường lao công. Làm lao công ở nhà trường, hai mẹ con sống với nhau. Dạ. Thì nếu như đứa con trai nó ngoan ngoãn thì em cũng được ăn ủi phần nào, em hiểu không? Dạ. Nhưng mà phải nói rằng cái quy trình, ví dụ như thế này này, anh đọc sách nhiều, ví dụ như có những người như ngày xưa chị Dậu, chị khổ đi, là chị bị bóc lột, chị bị thuế cao, những cái thứ. Còn em sinh ra trong một cái hoàn cảnh thì tất nhiên là cũng nghèo, nhưng làm gì đến mức độ là không có cơm ăn đâu. Mà tại sao em lại có thể có những, nó đơn giản đến mức độ như thế này ở trời. Lấy chồng hoàn toàn vô cảm, rồi sau đó là chồng đánh, rồi chồng có bồ. Đầu tiên ấy là khi mà có người thứ ba là họ phải phá hoại một cái hạnh phúc. Mà em với chồng làm gì có hạnh phúc đâu. Tự cái hạnh phúc ấy nó cũng đã nát từ đầu rồi. Cho nên là thế này này, qua nhân cái số phận của em, anh muốn nhắn đến các bạn nào có xem chương trình là không phải cái bất hạnh nào cũng đáng thương đâu. Có những cái bất hạnh là khiến mình phẫn nộ luôn. Anh không thể giấu cái thái độ ấy được. Mặc dù cái thái độ đấy có thể không đúng trong cái việc cư xử với em. Nghe rằng thế này này, nếu mình không có chút gì trách nhiệm với mình thì làm sao mà ai có được. Mà em hoàn toàn chả có trách nhiệm gì với bản thân mình. Nếu em mà hạnh phúc á thì nó rất nguy hiểm, nó sẽ dẫn cho mọi người biết rằng là hạnh phúc là may rủi thôi, không phải là do mình có kiến thức hay là mình có nhận thức. Biết là anh nói như thế em có tức không nhỉ?
Dạ, giờ mình hiểu ra thì mình lúc đó mình khờ quá, mình cũng không nghĩ như bây giờ. Chứ như bây giờ thì đâu có chịu đựng tới mức độ đó. Bây giờ mà có chồng lại thì không dám mà để cho người đó ăn hiếp mình. Không phải là lấy chồng để mà kiếm cái thằng không ăn hiếp mình. Đầu tiên lấy chồng phải là cái người thương yêu mình đã. Nói một cách nghiêm khắc là em vô trách nhiệm với bản thân mình. Thật ra anh nói cái này anh chả có một chút hài lòng nào về mình cả. Nhưng mà anh không thể nói khác được. Chứ giờ anh lại an ủi em, anh lại bảo rằng cái này kia thì tất cả những điều ấy cũng đúng và cũng cần. Nhưng mà anh cảm thấy rằng là nó không cần bằng cái chuyện là phải mắng nó một trận để cho những cái người mà có ở ngành tương tự như em, nếu có xem chương trình này thì họ phải cảnh tỉnh đã. Chứ còn không phải, chứ còn họ cứ được nghe thông cảm với an ủi suốt mà. Thật ra anh nói thật với em, thông cảm và an ủi không chữa lành được con người đâu. Nó chỉ làm cho người ta nguôi đi thôi. Mà muốn chữa lành người ta là phải làm cho người ta nhận thay đổi nhận thức. Và việc đầu tiên của việc thay đổi nhận thức ấy, là phải biết cái phẩm giá của mình. Mặc dù em không phải nhà giàu, mặc dù em không có học cao, nhưng mà cô gái 18 tuổi là nó có cái phẩm giá rất là lớn, một cái tự nhiên. Em có biết cái giá trị của một con gái 18 tuổi nó như thế nào không? Bực bội vô cùng. Là ba mẹ còn sống không? Dạ còn, ở người quê. Ở quê? Dạ. Nhà em có mấy người? Dạ năm. Năm người, năm đứa con. Thì những số phận của những người khác có khá không? Có một đứa em nó cũng như em. Em gái à? Dạ. Là cũng lại cũng không, chồng không ra gì à? Dạ. Em không có dạy bảo được gì nó à? Dạ thì lúc nó lớn nó có chồng rồi, ở nhà thì cũng nói thôi. Nói mà nó quyết định, mình đâu có nói được gì nó. Cái này thì thật ra mà nói là, nói lỗi tại em cũng có, mà nó lỗi là một phần nữa là cái gì, là cái giáo dục, cái lòng tự tôn của phụ nữ ta làm không tốt. Giáo dục lòng tự tôn của phụ nữ thì không đơn giản là họ phải có học cao hay là họ phải con nhà thế này thế kia đâu. Nó có thể bằng rất nhiều phương pháp để cho người phụ nữ, dù ở cái hoàn cảnh nào, dù cái nền kinh tế ra sao, họ cũng có biết cái chút giá trị của mình. Sau khi lị xong bao nhiêu lâu thì ông ấy mất? Dạ 2006 cho tới bây giờ mới bệnh đây nặng rồi mất chắc cũng gần 49 ngày ạ. À, nghĩa là mới mất gần đây thôi. Nhưng mà hai người ly dị là bao nhiêu năm? Dạ mười mấy năm. Trong một từ lúc ly dị đến lúc mà mất thì ông có thêm nhiều cô không? Dạ cũng không liên quan tới nữa, không biết. Dạ. Ở với lại cái người sau này cho nên em không biết cái gì hết. Nói một cách văn vẻ thì em là nạn nhân của chính mình, hiểu không? Em là nạn nhân của những suy nghĩ quá đơn giản của chính mình. Nếu mà nói rộng lên nữa thì đáng tiếc là chúng ta không có những cái con đường nào đó để giáo dục cho những người phụ nữ nông thôn hiểu nên đặt cái phẩm giá của mình ở đâu. Nghe nó buồn á. Mà nó buồn mà nó có vô phương nói á. Em có ý định gọi là tiếp tục có một người đàn ông nào nữa không? Hay là cái đấy nhờ trời hay là cương quyết là không? Dạ có thì như thế nào chứ còn có mà nhờ khổ thì ở vậy lo cho con. Ừ thì được rồi, có như thế nào chứ có thì khổ thì không nên có. Dạ. Vậy theo em thì muốn như sướng thì phải như thế nào? Dạ thì bây giờ có cái suy nghĩ vậy, nếu mà có lại là cái người đàn ông đó thương vợ nè, biết lo làm nè. Thì cái đúng chăm rồi. Vợ chăm con đồ vậy thôi chứ giờ cũng y như hồi xưa thì mình ở vậy thì với con tốt hơn. Con nó có vợ rồi có cháu thì mình lo thôi, chứ còn vấn đề mà chồng này nọ như vậy thôi. Bởi vì nó còn liên quan điều này thế này, bây giờ cuộc sống của em còn lại là đứa con trai. Dạ. Mà cái cách suy nghĩ của em nó sẽ ảnh hưởng đến nó trong cái việc nó cưới vợ đấy. Nó không đơn giản đâu. Cho nên là em không biết rút cái gì của mình ra để mà nói với đứa con trai đó. Vì có hàng ngàn cái cách thể hiện cái trách nhiệm và tình thương với con, không nhất thiết là những cái cách đó phải thông qua một cái đào tạo hay là một cái đại học hay một cái gì cả. Em hiểu không? Chứ em không cẩn thận đó, thì em sẽ gặp phải một thằng con, đứa con trai em mà chẳng may mà nó không tốt ấy, nó vớ phải một cái cô gái mà rồi lại gây bất hạnh cho cô ấy nữa thì rất là tội nghiệp. Em hiểu không? Cho nên cái giáo dục của em với nó là vô cùng quan trọng. Em phải rút kinh nghiệm cái việc mà cái người đàn ông đã đối xử với mình như thế nào,
để cho nói cho đó biết rằng nó phải sống ra sao. Mà nếu em không làm cái điều đó một cách sâu sắc thì coi chừng đó nhé. Coi chừng đó. Rồi con em nó học lớp mấy rồi? Dạ, nghỉ học đi làm rồi. Dạ, nó ngoan không? Cũng biết nghe lời mẹ. Thế bây giờ nó có bạn gái chưa? Dạ, giờ chưa. Nghĩa là việc đầu tiên đó là em phải hiểu cho nó rằng là yêu thương một cái người phụ nữ thì phải thể hiện bằng những cái các phương pháp. Có tiền là khác, không có tiền vẫn có nhiều cách thể hiện. Trên rất nhiều người phụ nữ họ cũng chỉ cần lấy những người đàn ông khỏe mạnh, chân chất, lao động, cần cù thôi. Tôi không có nhất thiết bắt em phải là hướng nếu có con gái phải lấy những cái gì nó vĩ nhân đấy. Có bao nhiêu cái cuộc sống mà cái hôn nhân nó là bình thường trong cái thế giới này và nó vẫn trôi chảy và vẫn tươi đẹp. Cho nên khi em đã kết hôn một cách gọi là đơn sơ đến như thế thì cái hậu quả nó xảy ra đấy với em thì anh không ngạc nhiên. Em bây giờ thì thôi anh nghĩ lại phải cố gắng làm sao để cho cái đứa con đó, nó khác ấy nha. Đừng để nó giống bố nó. Cái lúc mà ông còn sống á, có giờ ông liên lạc với nó không? Bố con có tình cảm gì không em? Dạ có. Hai cha con liên lạc chứ em thì không dính vô. Thế ông có con trợ cấp có gì giúp cho nó không? Không hề à. Anh gặp cái thứ đàn ông mà không có trợ cấp gì cho con á, đông vô kể, mênh mông trời biển, không thể nào hiểu được đời này. Cách đây mấy năm anh làm cái phim mà cái cô diễn viên nó trời ơi xinh như thần, hỏi ra là bố chưa bao giờ hỏi đến mà bố nó còn sống, không thể nào hiểu được. Trong khi biết bao nhiêu gia đình mà có đứa con gái như thế thì họ coi như vàng. Thành ra hôm nay á, ngồi với em thì thể hiện cái tâm sự của em, nhưng thì cái tâm sự của em nó đơn giản đến khiếp vía lên. Thành ra cuối cùng là anh thấy là anh nói nhiều hơn em, mặc dù cái điều đấy là không nên trong một cái chương trình talk show, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Em có muốn bật đèn không? Ừ thôi cũng chả nên. Thật ra thì em cũng về nhan sắc em vẫn còn đấy, và cái tính tình hiền hậu ấy. Thật ra ở cái đất Sài Gòn này có hàng triệu người, em vẫn có thể có một người đàn ông nữa đấy. Đừng có tuyệt vọng như vậy, em hiểu không? Chỉ có điều rằng là qua một cái số đau khổ rồi thì mong em hiểu một điều là phải có tình thương. Mà tình thương là như thế nào thì thôi anh không đi giảng ở đây nữa. Em đã 40 mấy tuổi rồi, em đã sống ở đây bao nhiêu năm thì chắc em biết, đúng không? Và tình thương thì nó chắc chắn là nó không thể nào đơn giản là không đánh đập là tình thương. Nếu mà mang cái tiêu chuẩn ấy ra thì chết mất. Đánh đập là phạm pháp, đánh đập là tội lỗi. Đánh đập không bao giờ là bình thường cả. Nên đừng đưa cái tiêu chuẩn là không đánh đập vào trong cái vấn đề quan hệ vợ chồng. Rồi, cảm ơn em đã chia sẻ với chương trình. Và xin lỗi em nếu anh có nói cái điều gì làm em cảm thấy phật ý. Anh cũng ân hận, anh chả muốn nói kiểu này đâu, nhưng mà tại cái hoàn cảnh nó làm anh bực bội quá. Dạ, không có gì. Ừ. Thế cảm ơn em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Người Thứ Ba. Chắc các bạn có thể ngạc nhiên một chút về cái hành động của tôi, nhưng tôi là vậy, tôi không cách nào khác được. Nếu các bạn không đồng ý thì các bạn cứ việc comment lên.